Liên tiếp cho các bác một siêu phẩm. Con này phải nói là siêu phẩm. Âm ly Sapa, Sapa đến từ Đức. Con này chiều size ngang của nó 60 đấy, 60 đây. Từ đây đến 60 luôn. Tất cả những âm ly của Đức bác nhìn. Chủ hồ phê luôn. Đẹp như mới luôn ạ. Em di chuyển thật chậm cho bác nhìn nhé. Hàng của Đức thì họ sản xuất hầu như là dùng như kiểu là độ bền vĩnh viễn mất. Nhìn nhé. Đấy. Con này sò đặt phía sau bác nhé. Sò đặt phía sau chúng em sẽ quay cho bác. Con này có mức giá 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900 nghìn. Đây em quay mặt trước cho bác. Con này là con Samba 9120. Giá 6 triệu 9. 9120. Rayo. Đây là FM, là Citadel này, ba lăng này, to nhỏ volume, các chế độ nút đây, loa 1, 2, 3, gọi là kênh A, kênh B đấy, có cả phono luôn này, đấy, 6 triệu 900 nghìn, bác nào đang cần con Samba này thì liên hệ, Samba, quá nổi tiếng rồi, tất cả bác nhìn đây, sò của em này được gắn chơi mới xem nào, sò RCA, con sò sắt này RCA bác nhìn chưa, zin đét luôn, RCA 8046 à 8049. Đây, một sò này, hai sò, ba sò, bốn con sò sắt RCA này, có nhìn gang đúc này, hàng của Đức thì nhìn phê luôn, nhìn chưa? Lòng phèo phê chưa ạ? Quá mê với lòng phèo của em nó. Mức giá 6 triệu 9, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ok các bác nhé. Liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Đây. Tem Samba với con mới đét trong này luôn. Đấy. Samba. Ok chào bác. Đây, cầu các thông số cắm vào đây. Rồi. Rồi. Chào bác ạ.